1, 2, 3, hey. Đó, thấy chưa? Hey. Đó, thấy chưa? Với trang phục khó khăn này em hãy chấp chị 50 mét trước. Ủa, tại sao lại như vậy? Tại sao cứ trả lời sao là đúng? Thôi chơi liền đi, khó quá. Ok, em ra cái gì? Em ra cái búa. Nếu em ra cái búa, chị sẽ ra cái kéo. Chị hứa chị ra cái kéo nha. Chị lớn chị nhường em. Nếu không thì sao? Nếu không thì chị thua. Quảnh tù si. Tù si. Vậy mà nói ra cái búa. Vậy mà chị nói ra cái kéo. Em nghi chị từ đầu rồi. Chị thấy em quá lương lẹo. Đội trưởng vậy không được. Nói nghe là cả hai đều không thật thà, lương lẹo như nhau hết trơn á nha. Bây giờ mình làm lại đi nè. Chị đừng có hỏi trước em. Rồi bây giờ không hỏi trước. Đây 3, 2, 1, 1. Thấy gì? Cái gì? Em một, là ca sĩ, cái gì em chắc hơn chị. 1, 2, 3, hey. Đó, thấy chưa? Hey. Đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Chị ra cái bao. Không, chị nhìn kỹ đi, em ra cái kéo. Chị nghĩ là với trang phục khó khăn này em hãy chấp chị 50 mét trước. Em chấp chị 50 mét từ đây đúng không? Dạ. Rồi, tính từ đây nè. Chị đi 50 mét ra thuốc kia và đứng từ đó chạy vô, em từ đây chạy ra. Chị lộn, 50cm. Cho chị luôn á. Ok đó. Mừ nè. Đây nè. Chị mừng. Ơi, một cái bàn chân chị không có 10cm đâu. Bàn chân chị muốn 30 luôn á. Không có. 20 nè. Chị tới 24. 20 nè. 20 nè. 10 nè. Chị đứng ở đây nè. Mình xong cái vụ đo đạt đất này chưa? 20 chân dạ là 24cm nè. 48. Rồi. Đứng đó luôn. Đứng đó luôn. Đứng em chỉ ở đây không mình chị. Mình phải đứng từ cái mức bên này nè. Mình phải tính từ cái bước bên này. Rồi đúng rồi. Ôi, chơi dạ. Đi đọc câu hỏi đi MC ơi. Câu hỏi đầu tiên và câu hỏi thứ hai thì Quang Trung vẫn chấp chứ? Khoan. Chị nghĩ là chấp 50 chị vẫn thua. Em có thể chấp chị 70 luôn. Em chấp chị cầm cái micro trên tay luôn đi. Được không em? Không, chị làm vậy mình kỳ. Nhưng mà chị sẽ không kỳ với hai đồng đội chị. Vì hai đồng đội chị chấp nhận hết tiếng xấu về mình. Nhưng mà ban tổ chức không cho. Cho rồi. Thôi. Ngon lên đi. Ngon đi lên đi. Làm sao biết mà lên. Ây da. Xin mời chị dạ. Có hai. Đôi khi cầm mic sớm quá không phải là chắc cú đâu chị ạ. Thật ra thì không có từ nào cả. Đúng, đó là đáp án chính xác. Ôi trời, sao kỳ vậy ta. Em hát mấy câu đầu em cũng nghĩ là không có từ diễm nè. Trời ơi. Ủa tại sao lại như vậy? Tại sao cứ trả lời sao là đúng? Mình có được gọi chạy giúp ông ta. Mình nhảy, mình mình dance spot hay cái gì? Mình dance spot hay cái gì? Vậy? Không còn phút. Thám hồn luôn. Yeah. Chị mới hỏi gì vậy? Chị còn đây em không biết luôn á. Ưng Hoàng Phú. Dạ thưa quý vị, chẳng giấu gì, chàng ca sĩ quê ở Sa Đéc đó là thần tượng của dạ. Thật ra thì nếu không có sự nhường nhịn của đội Nhu Nhược, à không, đội Nhu Mì, thì đã không có chiến thắng của đội Chó Chang. Một lần nữa xin cảm ơn các em rất không nhiều. Không sao ạ. À.